Xin chào các bạn nha. Ở trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà thoát cái tài khoản iCloud của các bạn ra khỏi máy, hoặc là các bạn gọi là đăng xuất cái tài khoản iCloud của các bạn ra khỏi máy, kể cả khi mà các bạn có bị quên mật khẩu thì vẫn có thể là đăng xuất được ra nhé. Rồi, thì bây giờ mình sẽ thoát ra ngoài. Đầu tiên các bạn sẽ vào phần cài đặt của máy. Ở đây thì các bạn sẽ nhấp vào cái tài khoản ID Apple iCloud của các bạn đấy. Các bạn sẽ nhấp vào, các bạn nhấp vào tài khoản của các bạn nhé. Rồi thì nó sẽ có cái mục ở đây, đó chính là đăng xuất. Thì các bạn chỉ việc bấm một cái chữ đăng xuất này thôi. Đó, thì như máy của mình thì nó sẽ bắt mình phải điền mật khẩu vào. Đó, thì nếu như mà các bạn còn nhớ mật khẩu iCloud của các bạn thì các bạn chỉ cần nhập mật khẩu vào thì các bạn có thể là đăng xuất được cái tài khoản này ra nhé. Còn nếu như mà trường hợp mà các bạn bị quên mật khẩu này thì các bạn có thể là nhấp vào cái chữ quên mật khẩu nhé. Đó, trường hợp mà các bạn nhớ mật khẩu của các bạn thì các bạn chỉ việc đánh mật khẩu vào và các bạn bấm vào chữ tắt thì nó sẽ đăng xuất ra nha. Còn nếu như mà các bạn bị quên mật khẩu thì các bạn sẽ nhấp vào chữ quên mật khẩu. Rồi, thì ở đây người ta sẽ nói là nhập mật mã của iPhone nhé. Thì người ta nói là bạn có thể sử dụng mật mã được dùng để mở khóa iPhone này để đặt lại mật khẩu cho ID Apple. Thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành bấm cái mật khẩu mở khóa của màn hình ra. Bấm mật khẩu mở khóa màn hình của cái chiếc iPhone của các bạn là sẽ đổi được mật khẩu nhé. Rồi thì cái mật khẩu của mình là 5 số 1 2 3 4 1 số 2. Thì cái mật khẩu của các bạn là gì thì các bạn nhập vào nhé. Tại vì trên mỗi cái máy iPhone khác nhau thì cái mật khẩu iPhone này sẽ khác nhau nhé. Rồi thì mình sẽ tiến hành nhập cái mật khẩu iPhone của mình vào. Đó. Rồi, thì ở đây các bạn chỉ cần nhập cái mật khẩu mới cũng như là xác minh lại cái mật khẩu mới. Dòng đầu các bạn nhập cái mật khẩu của các bạn vào và dòng thứ hai là các bạn nhập lại mật khẩu. Thì sau đó các bạn biết được cái mật khẩu của các bạn rồi thì các bạn có thể là đăng xuất tài khoản iCloud ra một cách bình thường nhé. Rồi thì ở đây mình sẽ tiến hành nhập mật khẩu. Rồi, thì cái dòng mật khẩu bên trên thì các bạn sẽ tiến hành nhập cái mật khẩu bên trên vào nhé. Sau đó thì các bạn xác minh lại cái mật khẩu, là các bạn nhập lại cái mật khẩu bên trên xuống cái mật khẩu bên dưới. Thì ở đây các bạn lưu ý nhé rằng cái mật khẩu mà các bạn đổi đấy thì phải không được trùng với lại tên của iCloud của các bạn. Và khi mà các bạn đổi mật khẩu ấy thì các bạn nhớ là mật khẩu của bạn phải có ít nhất 8 ký tự, bao gồm một chữ số, một chữ hoa và một chữ thường. Thì ở đây mình sẽ ví dụ nhé. Cái mật khẩu của mình sẽ là MRXMOBI123. Thì cái chữ M ở đầu thì nó sẽ viết hoa, còn những cái chữ còn lại thì nó sẽ viết thường. Và cái những cái số cuối cùng thì các bạn sẽ nhập số vào thì nó mới là cái mật khẩu hợp lệ nha. Rồi ở đây thì các bạn sẽ bấm cái chữ tiếp theo. Khi mà các bạn nhập mật khẩu và xác minh là mật khẩu thì các bạn bấm tiếp theo. Rồi thì ở đây họ nói là mật khẩu đã được đổi, từ bây giờ hãy sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập vào tài khoản của bạn. Đó, thì nó chỉ đơn giản vậy thôi. Đó, thì cái này ở đây của mình thì chỉ cần nhập cái mật khẩu mở khóa màn hình thì mình có thể là đổi được cái mật khẩu iCloud này một cách bình thường nhé. Còn nếu như mà máy của các bạn nào mà chưa được xác minh hoặc là rất là lâu rồi chưa được xác minh thì các bạn sẽ phải cung cấp thêm số điện thoại, hoặc là đôi khi các bạn có thể là phải chờ khoảng 13 ngày thì họ mới có thể là cho các bạn đổi mật khẩu nhé. Còn như máy của mình ấy, thì mình đổi mật khẩu khi bị quên như này thì người ta sẽ cho mình đổi ngay lập tức. Rồi ở đây mình sẽ bấm cái chữ xong này. Đó, vậy là bây giờ mình đã được đổi mật khẩu thành công rồi. Thì bây giờ đấy, nếu như mà mình muốn đăng xuất thì mình sẽ bấm cái chữ này để mà đăng xuất này. Đó, bấm vào đây, giờ người ta cho đăng xuất này. Đó, đây mình sẽ hủy nhé. Thì hiện tại là mình đã đổi mật khẩu thành công rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ bấm cái chữ đăng xuất. Rồi, thì nếu như mà các bạn muốn lưu danh bạ lại ở trong máy thì các bạn sẽ bật lên nhé. Còn ở đây mình không lưu thì mình sẽ bấm cái chữ đăng xuất này. Đó, mình bấm vào đăng xuất. Đó rồi, nó đang sao chép dữ liệu của iCloud. Thì hiện tại là mình vừa mới đổi mật khẩu thành công rồi, cho nên là bây giờ đăng xuất thì người ta không có bắt mình nhập lại mật khẩu. Đó, thì bây giờ nếu như mà mình muốn đăng nhập lại thì mình cũng lại bấm vào cái tài khoản này và mình có thể là tiến hành đăng nhập lại nhé. Đó, thì hiện tại thì mình mới đổi được cái mật khẩu iCloud cho nên là mình vẫn nhớ, thì bây giờ mình có thể là đăng nhập lại cái tài khoản này. Còn hiện tại thì mình đã đăng xuất ra rồi. Bây giờ thì các bạn có thể là tạo một cái tài khoản iCloud mới hay là các bạn sử dụng cái tài khoản iCloud cũ thì tùy các bạn nhé. Đó.
Thì các bạn cứ làm đúng theo hướng dẫn của mình thì các bạn có thể là đổi được cái mật khẩu Ala của các bạn, và cũng như là các bạn có thể là đăng xuất cái tài khoản Ala của các bạn ra một cách bình thường nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đăng nhập lại cái tài khoản này này. Lưu Huy Lo Ve. Rồi mình tiến hành đăng nhập lại nhé. Rồi mình bấm chữ tiếp theo. Mình lại nhập lại cái mật khẩu mà mình vừa mới đổi vào. Rồi mình sẽ bấm chữ tiếp. Đó rồi, đang đăng nhập lại này. Đó thì mật khẩu mới mà mình vừa mới đổi thì mình có thể là đăng nhập lại. Rồi ở đây thì người ta nói mình là phải nhập mật mã của iPhone, thì mình sẽ tiến hành nhập cái mật mã mở máy của mình vào. Rồi mình sẽ tiến hành nhập lại mật mã. Người ta nói là nhập mật mã cũ. Được rồi, và hiện tại thì mình đã đăng nhập được lại vào trong cái tài khoản Alarm này nhé. Ngoài ra đó thì các bạn có thể là bấm vào cái chữ là mật khẩu và bảo mật này. Đó, các bạn có thể bấm vào chữ mật khẩu và bảo mật. Rồi ở đây các bạn sẽ bấm vào cái chữ thay đổi mật khẩu. Thì các bạn cũng có thể là thay đổi được mật khẩu khi mà các bạn bị quên nhé. Bây giờ thì các bạn chỉ cần nhập cái mật khẩu mở khóa màn hình của các bạn là các bạn có thể là đổi mật khẩu này. Đó, thì cái mật khẩu mở khóa màn hình của các bạn là gì thì các bạn sẽ tiến hành nhập vào. Thì nó sẽ cho các bạn đổi mật khẩu nhé. Bây giờ các bạn có thể là bấm vào nhập mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu mới. Sau đó các bạn bấm chữ thay đổi. Thì khi mà các bạn thay đổi xong rồi thì các bạn có thể là vào trong cái Alarm của các bạn và các bạn tiến hành đăng xuất cái Alarm ra một cách bình thường. Rồi, và cái video của mình đến đây thôi nhé. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của mình. Và nếu như mà các bạn thích video này, các bạn nhớ giúp mình một like cũng như là bình luận xuống bên dưới để cho YouTube họ đề xuất tốt hơn cho video này của mình. Ủng hộ mình thêm bằng cách là đăng ký kênh. Rồi, mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.